chào mừng các bạn đang đến với Techmark và đây là bản tin Tech News ngày 23 tháng 11. Hôm nay ngày thứ 6 đen tối cũng là dịp mà người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm yêu thích với mức giá tốt hơn bao giờ hết. Do đó tâm lý chung của người tiêu dùng chính là cứ mua sản phẩm nào trong ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ có mức giá rẻ nhất. Lợi dụng cái điều đó thì một số cửa hàng bán lẻ hay là hệ thống bán hàng trực tuyến đã thực hiện một số thủ thuật nhằm khiến cho người dùng bị lầm tưởng. Và phổ biến nhất chính là mức giá bán ra vẫn tương tự như giá mỗi ngày. Tuy nhiên đi kèm với đó là một mức giá trước khi giảm cao hơn rất là nhiều. Điều này đã khiến cho người dùng nghĩ rằng mình đã sở hữu được một mức giá tốt, nhưng mà thực tế thì lại không chênh lệch là bao. Hay như là một trường hợp khác là người dùng phải mua một món hàng có mức giá cao hơn để đổi lại có thể mua một món hàng khác đi kèm có mức giá giảm sốc. Chính vì vậy là người dùng cần nên tỉnh táo và tìm hiểu kỹ trước khi mà lựa chọn mua nhé. Theo thống kê của Catalon Research, thị trường smartphone toàn cầu quý 3 năm 2018 tiếp tục do ba ông lớn là Samsung, Huawei và Apple thống trị. Cụ thể thì thị trường smartphone từ tháng 7 đến tháng 9 2018 thì Samsung đã chiếm thị phần lớn nhất là 19%, tiếp đó là Huawei 14% và Apple là 12%. Oppo và Xiaomi thì mỗi hãng chiếm 9% thị phần, Vivo là 8%. Còn HMD Global dù không bán được nhiều nhưng mà tăng trưởng tới 73% so với cùng kỳ năm 2017. Theo Cotterbone Research thì số smartphone xuất xưởng trong quý giảm đi 5% so với năm trước đó, đạt tổng là 380 triệu máy. Đáng chú ý là Samsung tiếp tục dẫn đầu, tiếp đó là Huawei đang ở vị trí thứ hai, sau đó là Apple. Lưu ý là thời điểm thống kê này thì thế hệ iPhone 2018 vẫn chưa được mở bán được bao lâu, nên mà chúng ta vẫn chưa thể đoán được thị phần của các ông lớn này sẽ thay đổi như thế nào, bởi dịp cuối năm mới là dịp mua sắm lớn nhất. Theo một nguồn tin cho biết thì quan chức Mỹ đã trình bày những gì họ cho là có nguy cơ về an ninh mạng đến quan chức viễn thông và chính phủ của các nước đồng minh đang sử dụng thiết bị của Huawei, bao gồm là Đức, Ý và Nhật Bản. Đồng thời, Mỹ cũng cân nhắc viện trợ tài chính phát triển viễn thông cho những quốc gia không dùng thiết bị do Trung Quốc sản xuất. Nguồn tin cho rằng là lo ngại của Mỹ nhằm vào việc sử dụng thiết bị viễn thông của Trung Quốc tại các nước có cơ sở quân sự tại Mỹ. Bộ Quốc phòng có mạng viễn thông và vệ tinh riêng để liên lạc nhạy cảm, nhưng mà phần lớn lưu lượng tại các cơ sở quản lý lại chuyển qua mạng thương mại. Tuy vậy, nỗ lực cản trở Huawei tại nước ngoài của Mỹ thì không hề dễ dàng. Huawei đã vô cùng phổ biến với các nhà mạng tại những nước đồng minh. Một số nhà mạng lớn tại đây cho biết là Huawei cung cấp phần lớn sản phẩm và thường tùy biến theo nhu cầu của họ. Ngoài ra còn có yếu tố chi phí và cả chất lượng nữa. Theo một nguồn tin cho biết là Apple đã nói là sản xuất mẫu điện thoại tưởng chừng như đã bị khai tử, đó chính là iPhone 10 do sức mua yếu kém của iPhone 10S và 10S Max. Do các mẫu iPhone 10S và 10S Max bán chậm, không sử dụng đủ hết số lượng linh kiện màn hình OLED mà bên phía Samsung đã cung cấp theo hợp đồng, nên mà Apple đã chuyển sang tái sản xuất iPhone 10 như là một động thái dùng để tiêu thụ hết số lượng linh kiện màn hình dư thừa. Apple thì đã ngừng bán iPhone tại các cửa hàng khi mà iPhone 10S phát hành lần đầu tiên. iPhone 10 thì có chi phí sản xuất thấp hơn so với iPhone 10S và 10S Max nhờ vào các thành phần linh kiện và thiết bị sản xuất có chi phí rẻ hơn. Tin tức trên đã xuất hiện trong bối cảnh Apple đang cắt giảm các đơn đặt hàng sản xuất cho cả 3 mẫu iPhone mới của mình do nhu cầu thị trường thấp hơn dự kiến. iPhone 10R rẻ hơn được cho là một phiên bản khó khăn khi mà tiêu thụ, vì khách hàng có thể là có ngân sách chi tiêu hạn chế sẽ lựa chọn mẫu iPhone 8 năm ngoái vẫn được Apple sản xuất và có giá thấp hơn khá là nhiều. Giới phân tích còn lo ngại là iPhone 10R có thể sẽ đi theo vết xe đổ của mẫu iPhone 5T trước đây. Và vừa rồi là những bản tin chính trong bản tin Tech News ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của Techmark.